Xin kính chào quý vị khán giả. Văn Trung rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tin bão của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho hay, sáng 17 tháng 11, siêu bão Manji tiếp tục hoạt động dữ dội ở Philippines và đang di chuyển trên vùng biển ở phía đông vùng Bicol. Hồi 13 giờ ngày 17 tháng 11, vị trí tâm siêu bão Manji ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20 km/h. Theo hãng tin AFP, sau khi đổ bộ, siêu bão Manji đã làm cây cối ngã đổ, gây hư hại cho hệ thống dây điện và thổi bay mái tôn của những ngôi nhà trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, thị trưởng Panganiban Cesar Robles chia sẻ, bão Manji rất mạnh, ông chưa từng chứng kiến cơn bão nào mạnh như vậy. Ông Cesar Robles viết, hiện tại vẫn chưa an toàn vì nhiều nơi vẫn xuất hiện gió giật và rải rác nhiều mảnh vỡ. Tính đến sáng 17 tháng 11 theo giờ địa phương, hãng thông tấn nhà nước Philippines ước tính 2.600 hành khách đang bị mắc kẹt tại các cảng xung quanh do ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, hơn 850.000 người đã phải sơ tán kể từ khi cơ quan thời tiết Philippines cảnh báo siêu bão Manji có thể gây thảm họa và đe dọa đến tính mạng tối 16 tháng 11. Ngày 17 tháng 11, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, Giám đốc phụ trách ứng phó thiên tai tỉnh Cantadones, ông Roberto Monterola nói, chưa có báo cáo nào về thương vong, có lẽ do người dân đã tuân thủ chỉ thị sơ tán. Bên cạnh đó, ông Roberto Monterola cho biết thêm rằng, tất cả các thị trấn thuộc khu vực bão đổ bộ đều chịu thiệt hại, nhưng một số thị trấn nằm ở phía Bắc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Với quỹ đạo hiện tại, cơ quan thời tiết Philippines dự báo bão Manji sẽ hướng về phía Bắc thủ đô Manila và quét qua Biển Đông vào ngày 18 tháng 11. Manji cũng dự kiến có thể gây mưa tại vùng đô thị Manila từ giờ đến tối 17 tháng 11. Theo hãng tin AP, ngay trước siêu bão Manji, ba cơn bão trước đó đổ bộ Philippines trong tháng 11 khiến ít nhất 160 người thiệt mạng và khiến hơn 9 triệu người phải di rời. Ngoài ra, 9 cơn bão nhiệt đới hoặc siêu bão khác đã gây thiệt hại nặng nề ở Philippines trong năm 2024. Bão El Niño đổ bộ ở cường độ bão nhiệt đới ngày 24 đến 27 tháng 5 khiến 6 người thiệt mạng, thiệt hại 20 triệu đô la Mỹ. Bão Gaimi không đổ bộ xảy ra ngày 24 đến 25 tháng 7 gây thiệt hại 177 triệu đô la Mỹ. Bão San San không đổ bộ xuất hiện ngày 28 tháng 8. Bão Yagi đổ bộ dưới dạng bão nhiệt đới tồn tại từ ngày 1 đến 9 tháng 9. Bão Bebinca xuất hiện từ ngày 13 đến 16 tháng 8, không đổ bộ. Bão nhiệt đới Solik đổ bộ dưới dạng bão nhiệt đới, gây ảnh hưởng từ ngày 15 đến 19 tháng 9. Bão Graton xuất hiện từ 29 đến 30 tháng 9, không đổ bộ. Bão Chami đổ bộ ở cường độ bão nhiệt đới ngày 24 tháng 10. Siêu bão Công Ray không đổ bộ, xuất hiện ngày 30 tháng 10. Dự báo ngày 18 tháng 11, bão Manji đi vào Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc ứng phó với bão Manji gần Biển Đông. Theo đó, để chủ động ứng phó với diễn biến siêu bão Manji, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó diễn biến của bão. Trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Theo Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Nguyễn Văn Hưởng, khoảng sáng 18 tháng 11, siêu bão Manji sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 9 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm 2024. Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, thời điểm bão Manji di chuyển vào Biển Đông cũng là lúc Biển Đông chịu tác động của một đợt không khí lạnh mạnh. Tương tác của không khí lạnh và bão Manji
sẽ làm cho cường độ và hướng di chuyển của bão Manji sẽ có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, điều lưu ý nhất lúc này đó là tương tác của không khí lạnh và bão Manji sẽ làm cho thời tiết của khu vực Biển Đông trong những ngày tới sẽ rất xấu. Gió mạnh, sóng cao và biển động và diễn biến của cơn bão Manji này còn nhiều thay đổi cần theo dõi sát. Trong khi đó, ngày 17 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành công điện số 39 về chủ động ứng phó với bão Manji. Thực hiện công điện số 8712 CDBNNDD ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố ven biển và các sở ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các sở ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, ra soát các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai đảm bảo an toàn, hiệu quả với diễn biến bão. Các cơ quan báo chí, đài thông tin Duyên Hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền địa phương, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa. Siêu bão Manji là siêu bão cấp 5 thứ 5 trên toàn cầu trong mùa bão năm 2024. Những cơn bão cấp 5 khác gồm hai cơn bão Đại Tây Dương, siêu bão Berin và siêu bão Minton, một cơn bão Tây Thái Bình Dương, siêu bão Yagi và một cơn bão Đông Thái Bình Dương, siêu bão Christie. Siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2024 là siêu bão Minton, đứng đầu với sức gió 290 km/h. Trung bình toàn cầu giai đoạn 1990-2023 có 5,3 siêu bão cấp 4. Do đó, mùa bão năm 2024 với sự góp mặt của siêu bão Manji đã trở thành mùa bão có số lượng siêu bão cấp 5 gần đạt mức trung bình. Kỷ lục là 12 siêu bão cấp 5 trong một năm, được thiết lập năm 1997. Mùa bão năm 2023 có 9 siêu bão cấp 5. Theo cơ sở dữ liệu toàn cầu do Đại học bang Colorado, Mỹ công bố, mùa bão năm 2024 đã ghi nhận 57 cơn bão nhiệt đới tính đến 16 tháng 11.